Vâng, em Chiến chào toàn thể tất cả các bác ở miền Tổ quốc nhé. Đây là hai cặp loa, một cặp loa bass 40 và một cặp loa bass 30 của JBL L100. Đây cặp loa được anh em dùng nhiều. Nó dòng loa chuyên nghe nhạc của JBL rất nổi tiếng, series là L100 nha. Này em kênh và logo. Cặp loa này có giá là 26 triệu nha các bác. Sử dụng cấu hình từ Anico nổi tiếng của hãng JBL. Thùng gỗ lạng nha các bác. Đây, em giới thiệu cặp loa này trước. Sử dụng cấu hình là bass 30, một chung giấy và trép giấy, bass tự của từ Anico và loa mic cũng là Anico nha các bác. Hai loa chép, cặp này là chép vàng rất là đẹp nha, hai vi tinh chỉnh. Là dòng loa chuyên nghe nhạc của hãng JBL, thùng gỗ lạng nha các bác. Đây, thùng gỗ lạng rất là đẹp, vuông thành xét cạnh nha. Với cặp loa này các bác có thể chơi đèn hoặc là những dòng âm ly bán dẫn cổ, những dòng âm ly receiver, đặc biệt đánh với những dòng cổ của Lukman rất là hay, như những dòng chạy sò sách, bốn sò sách vân vân. Nó cụ từ Anico nên các bác không cần những công suất âm ly công suất lớn đâu nha, chỉ cần một con âm ly có âm sách hay thì các bác sẽ khai thác và trải nghiệm em nó nghe nhạc vàng, nhạc bolero, thể hiện tiếng rất là chuẩn, đặc trưng của dòng loa Mỹ JBL. Cặp loa này giá 26 là bao gồm phí ship nha các bác. Loa thì em tuyển rất là đẹp cho các bác, từ những tuyến loa cho đến là thùng quách nha. L100 thì ở phân khúc dưới 30 là một dòng loa khó mà có đối thủ, kể cả những dòng 4312 đời mới MK2 nghi cũng không bằng em này nha các bác. Tại vì cấu hình em này thì các bác biết rồi, của từ Anico, tiền nhiệm của L100 Gentry. Đây là cặp Zeletic, dòng loa vừa nghe nhạc vừa karaoke, đặc biệt cặp này về kênh dinh nha các bác, kênh bố dinh nha, rất là tuyệt vời này. Đấy, kênh bố dinh kiểu như lông cừu vậy các bác. Này, nhìn nghe ngồi rất là thích nha. Đấy, kênh dinh nha. Em này thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, có nó trang bị bass 40, một mic kèn rất là to, có hẹn là 4 phía như thế này để tản âm thanh ra tứ phía, mình nghe tiếng rất là rộng, và một siêu trap trên giữa đây các bác, hay là phần chỉnh trap và chỉnh mic này, có mã là Relatic Max One, dòng loa rất là hiếm nha, xin lỗi các bác, rất là nổi tiếng của hãng này, được anh em dùng rất là nhiều. Thứ nhất là nó nghe nhạc tốt và hát karaoke được nha. Dòng loa này là phù hợp với những bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nha. Sở hữu cấu hình 3 đường tiếng bass 40 thì các bác thoải mái nha. Bass con này đánh rất là lực nha, quánh như súp đấy. Các bác thấy gần nó này, dày và khoảng là gần 3 phân luôn nha. Đấy, cái bề ngang gần này rất là to, và hai các bác này, chắc nịch luôn nha. Để cái màng loa nó kiểu mèo, ring của nó là mèo xanh nâu như thế này, và có cái đường gân guốc chạy sườn sống kiểu vòng tròn nha các bác. Phía trước ghe loa là da bò, như da bò nha các bác, chứ không phải là gỗ nha. Gỗ nhưng mà nó dán lên một ốp một gỗ da kiểu da bò này, siêu trép nha các bác. Và đây là cái loa mic kèn rất là to, thùng gỗ lạng nha, thùng rất là đẹp nha các bác. Tất cả thùng vách là em tuyển các bác là vuông thành sát cạnh và tiếng loa đẹp. Cặp này giá 15.500.000. Đấy, phù hợp với các bác nào mà đang cần một cặp loa mình trưng bày vừa nghi vừa hát. Đấy, thì các bác lựa chọn cặp này, còn cặp này là cặp chuyên nghe nhạc nha, nên nó không có hát được. Những cặp này thì nó chuyên nghe nhạc nhưng mà nó sở hữu là lực chịu đòn tốt và công suất tốt, nên là các bác có về vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Đấy, cái gu các bác nào mà đang cần những cặp loa như thế thì các bác lựa chọn cặp loa này. Thùng gỗ lạng cao to đẹp trai, trưng bày đẹp. Đấy, có thùng vách này nha, vuông thành sát cạnh thay cho các bác nha. Tất cả giá là em báo là bao gồm phí ship và nha các bác. Các bác nào mà cọc tiền thì cọc khoảng cho em 2 triệu trở lên. Đấy, thì còn số tiền còn lại thì em gửi hàng và giao hàng tận nơi cho các bác. Hàng hóa thì em đem rất là kỹ nên các bác yên tâm, đi tới Mỹ cũng sao nha. Đây, đây là tiếng loa bass của cặp L100. Loa mic này, các bạn thấy loa mic này, đây rồi. Đây là chép vàng nha, cặp này chép vàng. Chép vàng thì
nhìn thì rất là thích, nó nổi. Rồi, bác nào lấy thì alo cho em chuyến qua hai số điện thoại trên nha, em gửi hàng và giao hàng tận nơi. Tất cả những sản phẩm các bác đặt ngày hôm nay cũng đã lên đường rồi.